là vào cái cổng đặc biệt của Lộc Nguyễn phải có cái số mật mã mới vô được. Rồi từ này đã tới khu chân dưới chân núi của Lộc Nguyễn. Đây là những khu mà người ta có thể ở để người ta chuyển tu ở đây. So here's the parking lot area. Đây là khu đậu parking. Xíu nữa là phải đồng sẽ vô trung tâm của Lộc Nguyễn, phải đồng được
quan trọng. Rồi xin mời các bạn theo dõi chương trình nhé.